lạ quá từ khi tôi có em. Tôi ngày toàn chuyện cãi vã như thói quen. Tôi dám luôn. Mẹ chồng mẹ dâu tính nét thì khác nhau. Vì yêu em nên giờ tôi cũng đã quen. Chuyện nhà lá thế đâu ai lạ gì đâu. Lúc cười lúc giận hờn lúc xét nét nhau. Chỉ người mới ít chuyện gì thì cũng hay. Thì thôi cứ để cho mẹ ra tay. Biết làm thế nào, sống chung một gia đình giờ anh biết phải làm sao. Mẹ chồng xuất sắc, mẹ vợ xuất sắc, anh phải cân nhắc không được thắc mắc. Giờ anh biết đứng về phe nào. Đối với anh một tuần không có chủ nhật, ngày nào cũng tất bật như đầu tuần. Công việc công ty cũng đã quá bận, về nhà gặp đủ chuyện làm cho anh thất thần. Vốn là ngự ngọt giờ anh phải quen đắng, luôn phải giữ bình tĩnh mỗi khi nghe mẹ mắng. Một cái trôi qua anh phải thật cố gắng để gia đình hạnh phúc, anh luôn sai mọi người luôn thắng. Mỗi một câu chuyện là một bài học, đâu ai chỉ cười không một lần khóc. Cảm ơn thăng trầm có mẹ ở cạnh để mỗi khi vấp ngã vẫn thấy gia đình đồng hành. Chuyện nhà là thế lạ gì đâu, lúc cười lúc giận hờn lúc xét nét nhau. Chính người mới ý chuyện gì thì cũng hay, thì thôi cứ để cho mẹ ra tay. Cảm ơn. Người gì đâu hậu đậu quá trời, hẹn chưa giờ này còn thui thủi hơn mình. Nè, anh nói gì vậy hả? Thì anh nói tôi một mình, vậy còn anh nhìn lại anh coi, anh mấy mình? Hai mình. Đâu ra hai mình? Thì nè, cô mình, tôi mình. Tự nhiên cái gắn tôi vô à. Tôi lụm đồ, cô không cảm ơn tiếng hả? Trời rồi rồi, cảm ơn. Nghe nhạt nhẽo quá. Anh. Em. Để em đòi đón cho. Dạ. Mình về. Đâu có đẹp trai hơn mình đâu chứ. Wow, cá biển tươi ngon, giòn rụm má chiên. Mời bạn ăn nha, tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Mà bạn ăn hết hai con rồi, còn một con để tôi. Sao mà ham quá, ham quá. Cái đầu má ăn. Giờ cái đầu. Ủa, hồi nãy giờ nhà mình ăn mấy món kia, mẹ con thích ăn cá. Cá có ba con, mẹ ăn hết hai con rồi đó. Hai con nhưng mà trong dĩa có ba con thì em ăn nốt luôn. Trời ơi, em phải chửi người khác nữa chứ. Đâu có ai ăn cá đâu, nhà mình có ai thích ăn cá đâu. Bây giờ anh ăn nè. Nè, bạn. Bạn là anh của tôi đó. Sao cứ dành ăn với em mình hoài vậy? Ê, em vừa phải thôi nha, hồi nãy anh đón em chưa trả tiền xăng cho anh đó. Bây giờ em xài xỉ anh nữa hả? À, anh nhắc tới cái chuyện hồi nãy đúng không? Em chưa tính tiền ngược lại anh là anh hên rồi đó. Ủa tiền gì? Anh đón em phải trả tiền cho anh chứ tiền gì? Anh đi đuối em mà anh đi chở tới một phút. Vậy? Vậy? Có một phút mà cũng tính hả? Cả nhà ơi, con làm truyền thông mà. Trong cái nghề truyền thông này chỉ cần chúng ta trễ một phút thôi là thất thoát hàng tỷ đồng. Ở đây không có tiền tỷ nha. Mà ở đây là chỉ muốn cho cô an bề gia thất đi, ở đây mới vui được. Chứ tỷ tỷ gì đây? Tự nhiên đang ăn cơm cái má nhắc chuyện chồng con. Mặt con cá con buồn hiu luôn. Mặt con cá con giống con á. Má, con nói với má rồi. Ngày đó sẽ không xa đâu. Và chúng ta cùng ăn đám cưới. Ngày đó chừng nào mới tới. Thôi thôi mọi người ăn lẹ đi, tôi dẹp, nghe chưa? Má, con thấy á, ai mà chịu lấy con Quý á, chắc là phải có vấn đề vậy đó. Trời má, mới chọc nó xin cái mỏ nó dữ lên liền nha má. Trời ơi, mỏ chua lên kìa. Mỏ kìa. Ôi. Nhưng mà em nói cho anh biết, dầu trên thế giới này có tuyệt chủng hết đàn ông thì em cũng sẽ không bao giờ chọn kiểu người như anh để làm chồng đâu. Em ơi, đi ra đường tìm một người như anh là hơi bị hiếm nha. Làm gì hiếm? Bước ra mà tìm được một cục dài 1m88 như anh đi. Một cục vàng mà 1m88 thấy ghê không? Thấy ghê quá, cái cục nó dài lắm nha. Thì bỏ vậy, anh lực thực tình thì có. Thôi ăn cơm đi, ăn cơm đi. Cá ngon mày. Mày đang ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn nè. Ông này đi cái đường có chút xíu mà mình ông quá vậy trời. Chuẩn bị họp rồi. Ra làm chi vậy? Hít thở không khí trong lành, không gió. Sắp tới giờ rồi. Chuẩn bị vô nhanh đi. Ngon. Miễn sao tới giờ họp rồi tôi có mặt ở trong đó thôi chứ. Trời ơi. Chạy không kịp với em luôn á. Đây nè.
Ôi, cảm ơn anh. Cứ gì mà kỹ như vậy, kiếm khắp nơi không có, cuối cùng nằm trong phòng em. Dạ, thì đó hồi sáng em đi gấp quá em quên, em cảm ơn anh nha. Cảm ơn Xuân vậy thôi hả? Anh dễ thương nhất, anh là nhất. Nhất không? Nhất. Nhưng mà anh cũng phải like em nha. Người đâu á lúc nào cũng bất cẩn á, quên hoài luôn á. Em nhớ rồi, lần sau rút kinh nghiệm nha. Ừ. Nha. Thôi vô họp đi. Ờ, quên. Em đi họp nha, đi họp tới giờ rồi. Chịu gặp ha. Cảm ơn. Đi nha. Dễ thương quá ha. Ừ, dễ thương lắm á. Cảm ơn. Xin chào. Xin lỗi nha, tôi bận nhiều việc quá. Sếp với ông mà bận rộn là phải rồi, tôi chờ quen rồi. Thôi bà, tối nay á tôi mời đi ăn, coi như là chuộc lỗi được không? Ok. Tối nay nha. Cứ định vậy. Quán này đẹp. Dạ. Trời ơi, mà lâu lắm rồi hả? Bên nó mới ngủ sớm, nó có dịp tranh thủ đi hẹn hò vậy luôn á chồng. Trời ơi, anh thấy cực cho vợ quá. Không cực gì hết trơn á, chỉ cần chồng thương vợ nhiều nhiều, quan tâm vợ nhiều nhiều chút, cực mấy cũng chịu. Thương chứ sao không thương, anh lúc nào mà không có thương em. Em, bây giờ mình cứ tận hưởng cái khoảnh khắc hiếm hơi này đi. Uống một ly cà phê, sau đó anh chở em đi coi phim, anh chịu không? Chịu. Hình như tôi gặp người quen. Cái tóc của vợ, lại đây coi. Không có nhìn nhầm không? Sao sửa giùm em ơi. Có nè. Tôi ghét nhất trên đời đàn ông lăng nhăng như vậy đó. Cảm ơn chị. Tội nghiệp cô ấy, ở đây làm tối mặt tối mũi, trong khi người yêu thì... Ủa sếp à. Sếp tới đây nào vậy? Tới nãy giờ rồi. Có việc gì quan trọng làm không hết không? Tôi nói người phụ cho. Dạ không, em vẫn làm được. Nếu muốn mệt á thì cứ nghỉ sớm đi. Hôm nay tôi cho phép đó. Em làm được mà. Nhưng mà tôi thấy bất công cho cô. Hả? À, không có gì. Nên làm việc á phải giữ sức khỏe nha. Trời, tôi tưởng đâu trong tường hình nhảy ra bà. Trời ơi, nó đi như một cơn lốc vậy đó trời. Ừ. Chuyện gì vậy con? Hai má đang coi tivi vui quá trời quá đó. Hai bà mẹ dễ thương à. Có duyên gì đâu. Quyền ơi Quyền, con bất lịch sự quá vậy? Hai má đang coi tivi mà tự nhiên tắt của má vậy? Má. Hả? Con có chuyện này rất là quan trọng, muốn kể cho má nghe. Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Nhưng nha. Nhưng nha. Nhấn mạnh cái chỗ nhưng nha. Nhưng nha. Má không được kể cho ai nghe hết. Má không thích nhiều chuyện. Cái chuyện này không kể không được má. Thì kể đi. Chuyện gì? Hôm nay con với vợ con đi cà phê. Ổn chưa? Đẹp lắm. Ông chờ tôi dạ. Chút nha. Yên tâm nha. Dạ. Suốt ngày cứ sợ xấu hoài. Không những đẹp còn thơm nữa. Lại nước nha. Xin lỗi nha, tôi vô ý quá. Thôi được rồi anh. Không sao đâu, dù gì anh cũng không có cố ý đâu mà. Thật ra là tôi cố ý đó. Quen không? À, anh là người làm chung công ty với Quý đúng không? Anh còn nhớ mình có người quen tên Quý hả? Có chết tôi cũng không quên được nó. Không quên mà ngồi đây tình tứ âu yếm với người khác hả? Là sao? Anh. Tôi ngồi im đây, không cần lên tiếng. Tôi biết cô cũng chỉ là nạn nhân thôi. Ủa là nè, sao anh? Cô gặp tôi á là cô may mắn rồi. Cô sẽ không bị cấm sừng nữa, hiểu chưa? Nè anh kia, hồi nãy giờ là tôi nhận anh nha. Anh đổ nước vô người tôi, anh chưa xử lý. Bây giờ anh nói tôi cấm sừng, ý là sao? Đàn ông mà, nói ít hiểu nhiều đi. Anh tự hiểu đi. Đàn ông thì nói thẳng cái vấn đề đi, vòng vo làm chi? Tôi ghét nhất đàn ông mà lăng nhăng và bấm giấy phụ nữ như vậy. Xui cho anh á, anh dính hai thứ đó. Tôi lăng nhăng chỗ nào? Anh tự hiểu đi. Nè anh kia. Gì nữa? Anh nói chuyện cho rõ đi. Vấn đề chưa giải quyết xong mà. Tôi tưởng nói chuyện rõ ràng hết rồi còn gì nữa. Tôi không thích cái loại đàn ông nhiều chuyện. Tôi không hề nhiều chuyện, tôi chỉ thương cho nhân viên của mình thôi. À, anh, để tôi lịch. Khoan, bây giờ anh không cho thì tôi vẫn phải nói. Bộ hai người đang có sự hiểu lầm gì ở đây hả? Ở đây không hiểu lầm, ở đây là hiểu đúng hoàn toàn hết. Cô gặp tôi là cô may mắn rồi. Tôi khuyên cô á, tránh xa anh ta ra đi. Em, em có muốn tránh xa anh không? Không. Em qua đây. Cái gì? Anh thấy không, người ta đã không muốn tránh xa tôi đâu.
chi còn hung hít thì sao? Như vậy á, anh hãy tránh xa Quý ra đi. Tránh xa Quý ra? Không, tối nay tôi về tôi ngủ với Quý luôn nè. Cái gì vậy? Ông bán tôi ngủ. Anh nhớ đó nha. Gì kỳ vậy? Sao nó ăn nói gì mất dạy vậy? Nó dám trù cho con vợ chồng con tan nát vậy đó hả? Nè nè, con biết nhà nó ở đâu không? Nó có ở xóm mình không? Giặc má tới, má xử đẹp nó liền. Dạ không, con không biết. Nhưng mà con chỉ biết chắc chắn là cái ông đó đó làm chung công ty với cho em. Tại vì con đã gặp một lần trước ở công ty rồi. Ê, có khi nào là người yêu mới của con chó em không? Tôi không có dám mơ mộng vậy đâu. Tại vì có là yêu mới ghen, đúng không? Đúng không? Ý, hình như nó tưởng đâu là chó anh là bồ. Đó. Trời ơi. Ê, nếu vậy mình giúp cho tới luôn. Tới luôn. Nè, có nghĩa là con gặp chó em ở đâu thì con cứ thân mật, con âu yếm cho em đi. Nó tức, nhiều khi nó tức nó mới sổ cái tấm lòng nó ra. Bà hay lắm. Hiểu chưa? Ừ. Trời, tôi với bà cùng một ý nghĩa hả? À. Trời, hiểu ý dễ sợ luôn. Dễ sợ. Đau quá, trời, má yêu đau quá à, má ơi. Má ơi. Nè. Cảm ơn. Ủa, có vô nè bé sáng. Mới vô thôi. Ủa, đàn ông mà cũng xài mấy cái này nữa hả? Ủa, thì đâu có quy định nào cấm đàn ông không xài khăn tay đâu. Muốn khóc cứ khóc cho đã đi, rồi sau này sẽ hết thôi. Chưa hết liền đâu, này còn đau quá chứ không phải giỡn. Thà biết sớm như vậy á, sau này không khổ hơn. Còn giờ mà sao đám cưới về á, cô càng đau khổ đó. Sao nói vậy sao? Thôi được, đừng có giấu nữa. Tôi biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Ủa, mà biết chuyện gì vậy sếp? Khóc riết rồi bị thần kinh luôn hả? Không nhớ chuyện gì hả? Tự nhiên sếp chù em bị tâm thần vậy? Là sao? Sếp nói gì em không hiểu gì hết á. Quán cũ nữa trời. À sếp à, sẵn có sếp ở đây á, em xin đi công việc nha. Em đi 2 tiếng thôi em sẽ quay lại. Có khi nào Quý đi đánh ghen không? Chết cha, lỡ thằng cha kia bên Tiểu Tam quay sang đánh người Quý thì sao? Không được, Quý không được đi. Sếp, làm gì căng vậy sếp? Đây, em không có mang cái này đi đâu. Đây, em trả sếp nè, giặt giùm em nha. Em đi 2 tiếng em về liền. Tôi nói là không được, Quý không được đi bây giờ. Ủa sao vậy? Em làm ở đây bao nhiêu năm rồi, xin đi có 2 tiếng rồi mà sếp. Ngồi xuống, mở máy tính ra. Làm việc đi, làm chừng nào xong việc rồi muốn đeo thì đi. Làm đi. Dạ dạ. Nhớ đó, khi nào làm xong mới được đi nghe chưa? Dạ. Sao tự nhiên nghe lời ổng răm rắp vậy trời? Ủa? Là sếp hả? Chứ không lẽ cô tưởng anh chàng đi tay ga hôm bữa hả? À, ảnh hả? Bữa nay anh cũng hẹn là đó tới đón em mà. Giờ này trưa chắc ta bận hết rồi. Không ai rảnh nữa không chở cô đi ăn trưa đâu. Dạ đâu sao, ổng có ảnh em cũng ăn được mà, đâu có chết. Chết em rồi sếp ơi. Chuyện gì? Trời, dạo này đầu óc em sao á. Em quên gọi báo với khách hàng là trưa nay có cuộc họp dự án. À, trời đất ơi, tưởng chuyện gì. Yên tâm đi, để tôi lo cho. Tôi hiểu được tâm trạng của cô lúc này mà. Khách hàng tên gì? Dạ anh Long. Long à... Anh Nam Long hãng phim đó sếp. À, tôi nhớ rồi, tôi quen ảnh. Được rồi, để tôi lo. Yên tâm đi. Anh Long sếp hả? Tôi Tài nè. À đúng rồi. À, vậy chiều nay 2 giờ nha, 2 giờ lên công ty họp nha. Được rồi, cảm ơn anh nha. Vậy nha. Xong, đơn giản vậy thôi. Dạ, cảm ơn sếp. À, còn giúp gì nữa không? Dạ không. Thiệt không? Dạ thiệt. Ừ. Dạ. Chắc chưa? Dạ chắc. Ừ, vậy thôi. Ông này bữa nay sao vậy trời?
té cầu thang luôn ta. Cái lúc mà mình mới quen nhau đó, trời ơi, anh phải theo đuổi em chết luôn mình mới chịu. Lộn nha, em theo đuổi chồng đó. Có đâu, anh theo đuổi em. Theo đuổi em. Nhưng mà nước gì á, em hôn anh như ngày xưa luôn á. Ơ, cái gì vậy? Dẫn con gái này đi chỗ khác nhanh lên. Ủa, lại là anh nữa hả? Chứ còn cái gì nữa, nhanh lên. Đi đâu chị? Anh đó nha, cô quen ai thì quen, tại sao dẫn tới cái quán mà anh hay dẫn Quý tới đây chứ hả? Tôi không muốn thấy nhân viên của mình đau lòng đâu. Quý đau lòng hả? Còn cái gì nữa? Thì mắc mớ ở từng tôi. Nắm tay nắm chân đó. Tôi chưa thấy người đàn ông nào trơ trẽn, điểu cán mà ngu như anh hết. Trời ơi, trời anh ngu hả? Ê nè, nè, tôi nói cho anh biết nha. Chưa đụng tay đụng chân nha. Từ nãy giờ rồi tôi thấy anh quá đáng nha. Hôm bữa là anh đổ nước cho người tôi, bây giờ anh nó hơi kỳ rồi đó. Anh muốn bắt cá hai tay phải không? Sao tôi bắt cá hai tay? Tôi bắt cá hai tay nào vậy? Hay là sao? Hay là muốn một tay rồi bắt hai con cá? Ê, tôi thấy anh quá đáng rồi đó. Anh đang muốn phá nát gia đình tôi đúng không? Sao? Tôi không sợ đâu nha. Nè, muốn gì? Muốn gì? Trời ơi, tôi sợ anh. Không, muốn gì? Anh muốn gì? Anh muốn gì? Muốn gì? Ủa, tới lâu chưa? Tới giờ rồi. Tới bây giờ hả? Tại sao không gọi? Mày ở đây hả? Ừ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Là sao vậy? Ủa mà sao sếp ở đây? Tôi đang hỏi cô mà. Chuyện này là sao? Chào anh. Chào anh. Chào anh. Ờ, chào anh mà. Còn cô gái kia? Thì vợ của chó anh là hai vợ chồng. Hay người ta là hai vợ chồng mà. Thì đó, người ta hai vợ chồng. Cô làm người thứ ba cũng chấp nhận luôn hả? Sao nói cái gì tại trời vậy? Sao nói gì em là người thứ ba? Thì người ta vợ chồng người ta đã cưới nhau rồi thì, đúng rồi, thì cô... em còn làm dâu phụ nữa mà. Thì đó, sao cô lại chịu làm chuyện đó được? Ủa, thì em làm chuyện đó bình thường mà. Thì đây là anh hai, đây là chị dâu mà. Dạ, anh dâu, chị hai. Không, anh hai, chị dâu. Tôi sao mà ý là mối quan hệ gia đình em có ảnh hưởng gì tới sếp đâu, mặt sếp kinh ngạc. Rõ chứ em, đang đánh ghen giùm em đó. Cái gì? Đang đi đánh ghen giùm em á. Đánh ghen hả? Tưởng hai đứa mình quen nhau. Ừ. Người thứ ba đây nè. Người thứ ba. Đang sợ mày lên đánh ghen nè. Sếp khùng hả? Không, có sao không? Có bị drama quá không vậy? Trời ơi, đây là gia đình của em, yêu đương vậy đây. Ừ. Dạ. Tưởng á. Chết. Ủa gì vậy sếp? Chết, tôi chết rồi, tôi bận về công ty. Tôi về giải quyết chuyện công ty nha. Xin lỗi nha. Sếp ơi, công ty mình nghỉ lâu rồi mà, hết giờ làm việc rồi. Chuyện cá nhân, chuyện cá nhân của tôi. Xin lỗi nha, dạ. Bye bye nha. Sếp. Nữa hả? Mình lớn rồi đó. Mình có tuổi rồi, mình trưởng thành rồi. Mình cư xử như một người đàn ông cho em coi coi. Mình hiểu lầm người ta đó. Hiểu lầm thì... Dạ. Hiểu lầm đứng muốn tay chị. Xin lỗi thôi. Dạ đúng rồi. Xin lỗi nha. Xin lỗi nha. Bye bye nha. Thôi đừng vui vẻ nha. Xin lỗi nha. Đứng lại. Nữa hả? Quay vào đây. Thôi mà. Sếp tên gì? Tài. Không, mời cậu Tài bước vào đây tôi nói chuyện. Mời sếp kìa. Tới luôn rồi. Dạ. Bảo trọng. Dạ. Anh hai, chào chị hai. Trời, bước vào gia đình tôi luôn rồi sao? Không. Cậu Tài nè. Hả? Cậu chửi tôi những lời rất là nặng. Sau đó là cậu Tài còn nói những cái lời như thế nào em nhỉ? Ngu ngốc. Trời ơi. Là một người đàn ông mà lăng nhăng, bám váy phụ nữ. Ê, nặng rồi. Nhưng mà xui cho anh á hả, là anh có hai cái đức tính đó trong người luôn á. Quên hết rồi. Nhưng mà nếu mà lại có nói thì xin lỗi lần nữa nha. Ê, nói nghe nè, hồi nãy giờ em xin lỗi anh mà em thúc anh không á. Đau đau. Dạ. Gia đình vui vẻ nha. Dạ. Vui vẻ nha. Bye bye nha. Gia đình vui. Ôi, sao rồi? Ôi trời, có sao không sếp? Không sao. Dạ. Gia đình vui vẻ nha. Dạ. Bye bye. Sếp bảo trọng nha sếp. Kiểu này không về tới nhà ông trời. Em. Hả? Cười vậy người ta quê lắm á. Ủa, chứ em không cười thì đỡ quê hơn hay sao? Ai kêu cho bỏ cái tật á, lanh chanh, tịnh lanh, tịnh liệt.
Mà anh thấy bạn nó có thể lo lắng cho em lắm đó nha. Lo cho em, đúng rồi. Ảnh lo cho cả công ty mà, ảnh quan tâm nhân viên lắm. Với một người sếp mà ấm áp, lo lắng cho nhân viên vậy á, thì mình có nên cho sếp mình cơ hội không? Tào lao gì không á. Thiệt chứ anh thấy là đi đánh ghen giùm em là thấy là tới không à. Lo về chứng chỉnh bản thân lại đi kìa. Cái gì vậy? Trời ơi, chứ lớn như vậy rồi có vợ có con rồi ra đường nựng em gái làm sao mà người ta nhìn ta tưởng nó bồ bịch luôn á. Thể hiện cho nó coi chồng. Em tôi nịnh cái gì đâu trời. Trời em thì em chứ mình lớn lắm. Thôi em lớn rồi. Quỷ. Người ta nhìn thun vào má một cái quỷ. Đó. Thôi. Thun vào má một cái quỷ lên. Thôi. Trời ơi. Trời ơi. Thôi được rồi. Người ta cười chết. Trời đất ơi. Sao mình hồ đồ quá. Trời. Mai có gặp quỷ rồi. Sao mình biết nói thì sao đây trời. Chết tôi rồi. Giờ anh biết phải làm sao, mẹ thuộc xuất sắc, mẹ vẫn xuất sắc. Anh phải cân nhắc, không được thắc mắc. Giờ anh biết đứng về phe nào. Đối với anh một tuần không có chủ nhật. Ngày nào cũng tất bật như là đầu tuần. Cả công ty cũng đã quá bận. Về nhà gặp đủ chuyện làm cho anh thất thần. Vốn là người ngọt, giờ anh phải quen đắng. Luôn phải giữ bình tĩnh mỗi khi nghe mẹ mắng. Một ngày trôi qua, anh phải thật cố gắng để gia đình hạnh phúc. Anh luôn sai, mọi người luôn thắng. Mỗi một câu chuyện là một bài học. Đâu ai chỉ cười không một lần khóc. Cảm ơn thằng chồng có mẹ ở cạnh. Để mỗi khi vấp ngã vẫn thấy gia đình đồng hành. Nhà này lạ quá, từ khi tôi có em. Suốt ngày toàn chuyện cãi nhau như thói quen. Bởi vậy người lớn người ta đâu có quan tâm đến cảm xúc của con nít đâu. Đồ ăn của người ta mua cho ăn. Vì yêu em nên giờ thì tôi cũng đã quen. Tà cửa đâu nào. Chuyện nhà là thế đâu ai lạ gì đâu. Lúc cười, lúc giận hờn, lúc xét nét nhau. Chính người mới chuyện gì thì cũng hay. Thì thôi cứ để cho mẹ giám tâm. Ok, chốt luôn. Ok.